ở Việt Nam chúng ta là bắt nguồn từ cái truyền thống phóng đăng của người Trung Quốc. Thì đất nước Việt Nam với đất nước Trung Hoa hay là những đất nước mà ảnh hưởng cái nền văn hóa nông nghiệp, tức là sống với dùng sông nước đó, thì thường thì ở sông nước hàng năm tuy rằng đem tới phù sa cho mùa màng nhưng mà cũng đem tới những cái tai họa rất lớn vào những mùa lũ. Cho nên khi mà con người ta bối rối trước những thiên tai thiên nhiên khắc nghiệt, thời xưa người ta không biết phải làm gì, cho nên lập đàn để cầu nguyện cho nó yên bình. Và người ta tin tưởng rằng là ở dưới nước có những điều rất là kỳ bí và có một vị thần linh là chuyên cai quản về cái kỳ bí này. Thì con người chưa có khắc phục được cái hậu quả đó và không có thể mà tránh nạn được, cho nên người ta mới đốt những chiếc đèn, người ta thả xuống những dòng sông và gửi gắm cả cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình gửi đến những vị thần linh đó, là một, bày tỏ cái lòng thành kính thiết tha để cầu nguyện, và cái thứ hai là để tưởng niệm những người đã bị chết trong những cái dòng sông, hay nói khác đi tức là những chúng sanh mà bị chìm dưới những dòng sông để rồi tử nạn. Thì người ta gửi những cái ánh đèn này để như là một cái ánh đuốc để soi đường cho những chúng sanh ở cảnh giới tâm tối, nhất là ở trong cái lòng sông, dòng nước, nơi mà chúng ta chưa, cái thời xưa đó chưa có khả năng để khám phá. Cho nên người ta gửi cả cái lòng thành bằng những cái ngọn đèn đó với cái tâm tha thiết cầu cho bình yên, và cái thứ hai cũng để an ủi những người mà ở trong cái bóng tối đó, để cho họ bớt cô quạnh, bớt đau khổ và có được một cái ánh sáng để tìm cái con đường đến những cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì từ đó về sau, cái tục lệ phóng đăng này bắt đầu được lan ra khắp những cái nơi mà ảnh hưởng cái lúa nước và những cái vùng mà sông nước nhiều. Thì đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn ảnh hưởng cái nền văn hóa của Trung Hoa suốt mấy ngàn năm, cho nên tục lệ phóng đăng cũng thỉnh thoảng được các vị vua khởi xướng lên cầu cho mùa màng được thuận hòa, hoặc giả là cầu cho một cái trận chiến nào đó mà ở trên sông người ta cũng cầu nguyện bằng cách thả đăng, và sau những trận chiến người ta cũng làm lễ phóng đăng là thả đèn cho những người tử nạn trên những cái dòng sông bởi những cái trận chiến đó để họ biết đường, rồi thỉnh chư tăng tới cầu siêu cầu nguyện. Thì hôm nay chúng ta làm lễ phóng đăng cũng như vậy, hoàn toàn là bằng cái tâm thành và ý niệm trong sáng của tất cả chư huynh đệ chúng ta gửi đến những người nào hay những chúng sanh nào mà do nghiệp chướng nằm lại nơi dòng sông này. Một chút nhân duyên chúng ta tạo với họ, gieo với họ để có thể họ gặp được Phật Pháp và có thể đời sau nữa họ được bình yên hơn, an lạc hơn từ những ngọn đèn bằng lòng thành kính của tất cả chúng ta. Cho nên bắt đầu một cái lễ phóng đăng thì chúng ta thường làm lễ khai thị, rồi chúng ta làm lễ quy y cho những chúng sanh đó. Rồi với cái lòng tha thiết của mình thì chắc chắn những chúng sanh đó người ta được hưởng. Chúng ta đừng có nghĩ là mình làm như thế là mình gieo một cái duyên rồi họ theo mình. Không phải, mà nơi đây hoàn toàn là chúng ta gửi cho họ một cái tấm lòng và một cái ý niệm, tấm lòng tha thiết của người học Phật và một cái ý niệm giác ngộ để cho họ cũng được giác ngộ như mình. Và đồng thời chúng ta nơi đây cũng tạo được một cái phúc duyên, chắc chắn họ sẽ mang ơn mình và họ sẽ hỗ trợ cho mình. Có thể sau này nhân duyên chúng ta đến những dòng sông và chắc chắn là họ sẽ ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình rất là nhiều. Cho nên ngày xưa đó, bất kỳ một mùa màng nào người ta ở bên cạnh sông đều làm lễ phóng đăng hết. Rồi bây giờ chúng ta ở phố thì chúng ta không có cần, nhưng mà lúc xưa là ông bà mình rất là tin. Thì cái lễ phóng đăng nó có ý niệm như vậy. Thì hôm nay thầy xin thay mặt cho tất cả các thầy rất là cảm niệm cái tình của quý Phật tử ở Đoàn Sen Trắng đã có một cái tâm niệm rất là thuần tịnh, là lập đàn dưỡng sư, rồi phóng sanh, rồi phóng đăng. Bên cạnh đó có quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự trong lễ phóng sanh và phóng đăng này. Xin cầu nguyện cho tất cả chư huynh đệ chúng ta và những chúng sanh được đón nhận cái nguồn ánh sáng này, kẻ còn sống thì được an lạc và người đã khuất thì được siêu thoát. Bằng tất cả tấm lòng thành kính đó, chúng tôi xin mời tất cả quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ba lần. Nam mô A Di Đà.
mệnh cách. Quý vị chẳng qua là những nghiệp chướng đầu thai làm súc sanh, là các loài thủy quái hay là thượng đạn ở dòng sông này, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là vô thường. Dòng sông này cũng không có thật, và sự ra đi của quý vị cũng không có thật, lòng quán hận của quý vị cũng không có thật. Tất cả các pháp hữu duyên đều là không chắc thật, do đó các vị không nên bám víu vào một con sông này hay là một con sông khác, dòng nước này hay dòng nước khác để mà trả thù, để rửa hận. Tất cả những cái đó đều là khổ đau. Đức Phật dạy cõi nước đều là giả tạm, thế gian là vô thường. Hôm nay chúng tôi tới đây xin được nhắc quý vị một lần nữa là tất cả đều không thật. Quý vị đừng bám víu ở nơi này mà khổ đau rất nhiều. Chư Tăng và Phật tử đã niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 3 lần. Quý vị đã nghe rồi và cũng đã đón nhận được tấm lòng của chúng tôi. Mong quý vị hãy đưa theo lời niệm Phật đó mà thoát khỏi những nơi tâm tối khổ đau quý vị đã trầm mình ở đây. Sớm sanh về cõi an nhàn để ngõ hầu chúng ta gặp lại trong ngôi nhà Phật Pháp mà tu hành. Nam Mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.